đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành theo dõi và bắt quả tang Lê Hà Quốc Bảo, 29 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đang bán ma túy cho một con nghiện tại tuyến đường 2 tháng 9 thuộc địa bàn phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Vật chứng thu giữ trên người Bảo là 8 gói ma túy đá. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận đã đặt mua ma túy từ một người không quen biết ở thành phố Hồ Chí Minh rồi gửi về Đà Nẵng, phân chia và bán lại kiếm lời.